ông Ca nó bảo có con nào đẹp thì ông Sơn ông lấy ngay. Không có làm riêng. Bây giờ đây các bạn chiêm ngưỡng kho đài này của bác Cao Sơn. Anh ngày xưa bác là cái gì đâu bày thôi. Ngày xưa bác Hải Dương bây giờ thì bỏ rồi. Hay. Giờ chỉ bày thôi, trình bày thôi. Thế bây giờ từ mình còn là chạy cáp gì đấy? Giờ chạy cáp vậy. Trước thì nó bắt luôn trực tiếp Hải Dương đấy. Nhưng mà bây giờ nó bỏ. Con gì mà to này anh nhỉ? Con này con này. Con này con 3 số 7. À số 7. Nè. Sáng nay tình hình Dương đã bắt đầu. Chưa tàn, nụ hoa còn thương huy vàng. Chắc nàng yêu tình tôi. Cho to ăn tí cho em xem. Anh chạy loa dưới loa trên. Loa dưới. Loa trên để chạy con đợt đông tí nó nghe được. Dưới là con gì? Trên này. Con này con gì ấy? Con này là con Bemidu Anh Quốc. Không, nếu không nghe cổ, nghe cổ nó cắt xét nó mới hay hơn đâu. Vậy đi. Đi để coi, chỉ nghe nó nét nó. Cày ghi không được. Cái băng nó thì vẫn thì khi đi nó vẫn chạy nó bị nhanh băng. Đây là loại đỏ này, đây là gì anh? Đây là gì? Đấy, còn đây là GF 490 và 530. À. Sao? Còn sao đây? Sư gì luôn? Nó chủng loại này, đây là gọi siêu tập theo... Đây là trên đấy à? Là dưới? Vẫn đó. Đời tôi thu đơn nên yêu ai cũng đời tôi thu đơn nên yêu ai cũng đời tôi thu đơn nên yêu ai cũng đời đời tôi thu đơn nên yêu ai cũng dở dàng yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi Ông Ca nó bảo có con nào đẹp thì ông Sơn ông lấy ngay. Có phải con tiền ra cái mùa lúc mùa đống ra về nó mãi được con vừa ý được con.